nhưng cho là em ăn tên lấy tiền nó đẹp tuyệt vời đúng không? Đây, gian bếp ở đây đây mọi người. Anh gọi là trứng gì, trứng tổ à? Trộ. Mới đi cái là phải leo dốc luôn à. Wow, tuyệt vời. Ui dạ, đây. Ba bên đáng lên đi. Thì hôm nay, tập hôm nay là tôi sẽ đi về Quảng Trị. Thì từ đây về cái đất Quảng Trị là cái điểm tôi muốn đến hôm nay là cách đây 35 cây. Thì cuối Quảng Bình với đầu Quảng Trị là chỗ đấy là qua một con đèo là không có ai cả, chỉ có rừng núi thôi. Đấy, thì hôm nay cũng xuất phát hơi muộn một tí. Thì 35 cây là cũng hôm nay là cũng hơi xa một tí. Thì đi đường đèo dốc ấy. Đèo dốc này cũng cao. Thì mong sao hôm nay đi nhanh là đến cái nhà dân đầu tiên ở đất Quảng Trị để còn nghỉ ngơi được. Đoạn này là bắt đầu sóng yếu dần rồi mọi người ạ. Mạng bắt đầu mạng e rồi. Thì từ giờ chắc là tầm vài tiếng nữa là bắt đầu trở đi là bắt đầu là mất sóng ấy. Chỗ này là trồng sắn ấy, trên này trồng sắn thì là mọi người đang thu hoạch cho lên trên xe để trở đi này. Gió to bao bay lung tung cả. Đây, nhà sàn như thế này thì đúng đặc sệt người Thái luôn này. Nhà trên cũng vậy. Trước mặt đây là mọi người đang làm cất nhà sàn đây mọi người. Cất nhà sàn này nhìn cũng nhỏ nhỏ, la lá như bên này thôi. Đây nữa này. À, chị ấy, nhà mình có mì tôm không chị? Dạ. Nhà mình có mì tôm không nhỉ? Mì tôm. Ừ, mì tôm. Để ăn. Đúng không? Có. Lấy cho em mấy gói nhỉ? 4-5 gói đi. Ừ. Thế bao tiền chị? Ừ. Tôi sẽ mua mì tôm để phòng trường hợp hôm nay không qua được đèo thì lên đấy ăn có đồ ăn. Đây là mì tôm. Mì tôm này chị bảo lấy ở đâu chị? Mì tôm mọi người đi từ thiên họ cho lụt á. À, thế bữa trước là trên này lụt là có ảnh hưởng gì không? Không có, chị 300 bi đô nữa. Nhưng chưa thì nhưng cho là em ăn thêm lấy tiền nữa chứ. Thì tôi bảo vào đây lấy mì tôm mua mấy gói mà chị bảo thôi chị không lấy đâu. Nhưng mà không lấy sao được đúng không? Cứ lấy tiền thôi chứ. Mà chị lấy có 10.000 thôi à? 10.000 thôi rồi. Mày cho em. Dạ. Đang cho em mà. Cho sao được chị? Mình vẫn phải bán hàng bình thường. Em đi du lịch à? Ừ. Dạ. Mình vẫn phải lấy tiền đàng hoàng chứ, kệ chứ. Đấy. Có mì tôm đây rồi. Xem còn cái gì ăn được nữa mua thêm. Ai? Lấy cho em ít cà phê đi chị. Tầm chục gói đi. Dạ. Mình ở đây là người Vân Hồ đúng không chị? À, Vân Kiều chị nhỉ? Dạ, Vân Kiều. Ru Vân Kiều. Vâng. À, lấy cho em cả 2 lon bia nữa chị nhá. Ừ. Lấy bia. Tối lên trên đấy uống. Chỗ này như gần trường cấp 1 thì sao ấy. Thấy mấy đứa học sinh cấp 1 đang đi học về này. À, chỗ này cũng đông dân cư, chắc cũng có chỗ nào đấy sẽ bán đồ ăn thôi. Chào anh nhá. Vị hạt quà lờ đờ bờ làng ho. À, gần trường tiểu học này có chỗ bán bánh mì pate mọi người. À, tôi đang gọi ra 2 cái để ăn đây.
Rồi, cái bánh mì này hơi bé, chắc phải ăn thêm cái nữa. Ở trong này có chả này. Ừ, có chả thôi. Ở đây chỉ bán chả thôi. Mấy đứa đang bắn chim hay là làm gì đấy? À, bắn được con nào chưa? Khai lơ thao ơi nghĩa là gì? Sai. Đi ông đưa ao đi chơi với chú à? Đi chơi với chú à? Đi học. Cung đường tuy mệt một tí nhưng mà hứa hẹn là sẽ nhiều cảnh đẹp lắm đây. À. Đây là bản room nha mọi người. Room đấy. Những căn nhà nhỏ nhỏ. Nhìn cảnh tượng này nhớ lại trên Tây Bắc. Cũng cái vùng đồi núi trên Tây Bắc ấy. Đấy, ngay chỗ này mọi người cũng có thể dễ thấy rõ hơn này. Cái bản ở đây. Và nhìn đằng sau những cái ở mây nó cuốn ở trong mấy cái cây đẹp không? Wow. Đi đường này mới đi mà đã gặp những cái cảnh như thế này, đẹp tuyệt vời như thế này rồi thì hôm nay là không qua được bên kia Quảng Trị rồi mọi người ạ. Vừa đi một lát là phải đẹp thế này, mình sao mình đi lướt qua được đúng không? Đấy, giờ quay phim này, ngồi đây lại ngắm cảnh một tí này. Wow, đẹp quá. Yên bình thật sự luôn mọi người ạ. Tôi nghĩ là thời xưa ấy, mà khi mà rừng núi trên này còn hoang sơ ấy, thì trên này cũng lấy chỉ có gỗ xây nhà thôi. Nên là xây nhà sàn lên là để tránh thú dữ ấy. Rồi lâu dần thành một cái thói quen, một cái văn hóa riêng của người ở đây. Tôi nghĩ là vậy. Nên là cái phong tục nhà sàn ở trên núi thì thường gặp nhiều hơn. Nhiều động vật hoang dã. Tránh những động vật hoang dã. Mọi người có muốn kiểu đến sống ở một nơi như thế này không? Thi thoảng đến sống ở một nơi như thế này không? Nếu mà một tháng làm ở thành phố xong khoảng tầm bỏ ra tầm khoảng một tuần mà sống được ở những nơi như thế này nhỉ? Tuyệt vời. Khỏi chê luôn. On my way home, stumbling on the pavement. On the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body. Last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure. Hình như đây là căn nhà cuối cùng của chỗ bản dân cư này rồi. Đi thêm một đoạn nữa là hết nhà rồi. Những căn nhà cuối cùng rồi. Phải sang bên kia Quảng Trị. Tầm gần chục cây thì mới có nhà tiếp.
Đây là cuối Quảng Bình mọi người ạ. Đây là bản Rum. Bản Rum của Quảng Bình. Con đường này thì đúng đi vài chục mét tôi lại phải dừng chân xuống để ngắm nghía quay phim mọi người ạ. Nó đẹp tuyệt vời đúng không? Đây, nhìn những đằng sau này, bên cạnh đây có cả cái suối nó đang chảy này. Suối này thì cũng nước thì cũng chưa được to. Oh, đẹp quá. Không phải cái đoạn vừa nãy là cái nhà cuối cùng đâu. Đi thêm một tí nữa thì đây có cái trạm kiểm lâm, đây có mấy anh đang ở đây ấy. Thì tôi có vào xin ở nhờ một hôm. À dạ. Em cảm ơn anh. Bên về đâu anh? Dạ. Mỗi người một tô mọi người ạ. Có ba anh em này. Gian bếp ở đây đây mọi người. Bát đũa gia vị đầy đủ. Ở đây là không có điện lưới anh nhỉ? Ở đấy nguyên. Dạ. Mình dùng điện năng là tươi nghe. Vâng. Ba anh em sẽ ngồi ở đây. Mỗi người một góc ngồi xong là nghỉ ngơi. Mai lại tôi lại tiếp tục đi thong dong đi về Quảng Trị. Hôm nay bể kế hoạch không qua được Quảng Trị. Ăn cơm xong thì ba anh em có đây có cái ổ trứng mà thuộc dạng trứng nó. Anh gọi là trứng gì, trứng tổ à? Trộ. Trứng trộ có nghĩa là hình dung mọi người là kiểu nó hơi không có trọng. Trứng có trọng đấy. Không có gì ạ? À? Không trọng kia. Thì có mái nhưng không có trọng đạp kia. À có mái mà không có trống đạp hả? Nhưng mà ăn vào đỡ đau đâu. Đây mọi người nhìn lại đó. Chào mấy anh ở đồn kiểm lâm. Giờ tôi lại tiếp tục đi. Hôm nay là mới đi cái là phải leo dốc luôn à. Đang leo con dốc 9%. Chỗ kiểm lâm ở đây thì tôi chiều qua tôi cũng thấy khỉ ở đây này mọi người. Các anh bảo là ở đây có đàn khỉ tầm khoảng 100 con. Cũng có thể là ngày mai, hôm nay hoặc ngày mai gì đấy, biết đâu lại trên đường gặp khỉ ấy. Mấy tập gần đây là đi gặp Tôn Ngộ Không hơi bị nhiều ấy. Mà chưa bắt được con đầu đàn để đi thỉnh kinh cùng đây. Hôm nay thì tạnh ráo rồi. Trời mù kiểu này nhưng mà chưa chắc đã mưa được đâu. Các anh bảo là không? Các anh bảo là hôm nay là còn đẹp hơn cả cung đường hôm qua. Thì không biết hôm nay là đi được bao nhiêu km đây. Cảnh đẹp tuyệt vời đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ đi. Cũng có thể là bay flycam cho mọi người một đoạn nhá. Cảnh nó quá đẹp đi mà. Đây cũng có cái chỗ chắc là các anh đang thi công sạt lở ở đây. Hôm qua mấy anh ở đoạn kiểm lâm cũng nói là đi thêm một đoạn nhìn vài cây thấy còn chỗ sạt lở là kinh lắm ấy. Thì đây là chắc mọi người đang ở đây để thi công công trường. Đấy, trước mặt đây là cũng có chỗ sạt lở đây. Lấy tấm bạt che kín hết lại cho đêm đỡ lạnh nhé. Ở trước mặt đây là chỗ sạt lở đấy. Đây đoạn này là dư âm của cái trận lũ lụt mấy tháng trước đây mọi người. Đấy, cả một mảng rừng đây, cây cối là không còn cái gì này, cuốn trôi hết này. Xong trôi xuống đây này. Đấy, xong đổ ra suối kìa. Chỗ này mà cái đợt lũ lụt vừa rồi mà cái cảnh tượng mà ở đây mà nhìn cảnh tượng mà lũ lụt thì chắc là cũng khủng khiếp lắm mọi người nhỉ. Nhìn cái đất của nó nhìn đã kinh rồi.
cũng đi những cái con đường đèo Tây Bắc nó quen rồi, thì những cái con dốc này thì thi thoảng phải gặp thì nó cũng ok thôi, cũng thoải mái thôi, không có gì quá khó khăn cả. Thì trên Tây Bắc thì ngày nào chả phải đi những cái đường như này, hết dốc này đến dốc khác. Thì về miền Trung đây gọi là đi cái mạn mà Tây Hồ Chí Minh này thôi, gọi thi thoảng gặp đoạn thôi, cũng thường thôi mà. Trước mặt là con dốc 10%, thì bây giờ ngồi cũng đi một đoạn dài dài rồi, thì giờ đến đây là hơi mệt thì nghỉ một lát đã. Đây, vừa nãy tôi cũng gặp con khỉ ấy mọi người ạ. Khỉ bé thôi, nó cũng không quá to. Trên này khỉ rừng nhiều lắm. Gọi cái rừng bảo tồn và giữ nguyên hiện trạng mà. Cũng nhiều cái động vật quý hiếm. À, nhiều cái động vật hoang dã trên rừng nhiều. Từ hôm qua đến hôm nay là gặp gặp đầu tiên là con sóc này, thứ hai là con khỉ này. Đây. Đây. Đấy. Lên đây rồi. Chắc là vẫn còn phải lên thêm ấy. Nhìn cũng dốc này cũng khá đứng ấy. Sáng ăn có một gói mì tôm là bây giờ là hết mì tôm rồi mọi người ạ. Bây giờ là phải tiếp sức bánh với cả sữa. Bụng kêu lên rồi. Đi được có một đoạn rồi. Chỗ này là chắc là do bị lũ quét vừa rồi hỏng hết đúng không? Thế làm từ đây là đến đâu anh? Bán đấy. Đến kia là thôi à? Thế bên dưới không làm à? Đội khác làm. À, đội khác làm. Đó là làm xong chiều với trưa là anh đi về phía bên Quảng Trị kia đúng không? Hay là... Anh đi bộ từ Hải Dương qua đây á? Không ạ, em đi bộ từ Sapa cơ. Vừa mới anh cũng thử sức đẩy con xe này từ cái đoạn dưới xe máy kia một tí ra. Lên trên này. Đẩy một tí thấy mệt. Con xe này nếu mà đi đường bằng thì nó sẽ nhẹ hơn mình vác ba lô, nhưng mà khi đường dốc thì nó nặng gấp mấy lần. Có gần 80 cân thôi mà. 80 kg. 75 kg. Cả đồ thức ăn nữa là gần 80 kg. Đẩy lên con dốc 10 độ, 10%. Tầm 2 cây nữa là tôi lên đến đỉnh dốc, là sang địa phận Quảng Trị, là bắt đầu là xuống dốc rồi mọi người ạ. Đỡ. Thế các anh là toàn ở Quảng Trị hết đúng không? Tận Nghệ An cơ. Chỗ mô này. Nghi Lộc. Ờ. Đây anh sạt lở này. Đẩy một tí này. Trên đây một tí này. Đây này. Đây này. Chỗ này người ta chắc mới làm lại này. Thấy bê tông với xi măng vẫn mới này. Rồi mọi người, mình hiện tại đang đứng ở trên đỉnh đèo đây. Thì bên này là địa phận của Quảng Bình đây. Bên này là địa phận của Quảng Trị đây. Đây mọi người nhìn Google này. Cái GPS nó không biết nhìn thấy không nhỉ? Đấy. Thấy chưa? Bên này là Quảng Bình này, bên này là Quảng Trị này. Đây cũng có xe chạy qua này. Bây giờ vừa nãy cũng gặp một anh ấy bảo mấy cái anh mà làm công trường ấy. Thì anh bảo đây, bên này là có cái lán. Có cái lán đấy thì vào xin bát cơm chay, lấy sức đi tiếp. Như đường tăng đi vào xin cơm chay người dân ấy. Thời tiết là thấy hửng nắng rồi mọi người. Không đỡ âm u đi rồi.
đấy có cái mái nhà đây. Thì chắc là đấy có người này vào làm bát cơm chay. Đi đường tiếp. Ê, đến đây thì cũng gặp mấy anh cũng đang ăn trưa đây, vào xin mấy anh bát cơm. Tiếp tục hành trình đây. Wow, tuyệt vời. Ui dạ, đây. Đang lên nhỉ? À dạ vâng, cháu đang lên ạ. Đang được. Đậu. Một cá này. Cái món này món gì đây ấy? Thịt. Canh đậu. Hấp dẫn nhỉ? Tuyệt vời. Đấy, phải uống đi nhiều. Gì không ạ? Mấy anh làm cái đường máng bên cạnh này đúng không? Làm cổng đường cho đường Sơn. Vâng. Mời cả nhà ăn cơm. Dạ, chào mọi cả nhà. Vừa ăn cơm xong mọi người ạ. Ngon lành 3 bát. Đó. Thì vừa cũng anh cũng nói chuyện là cách đây bao nhiêu hơn chục cây đúng không? 73 74 đúng không? Có cái đoạn đấy là con vọc cắn người. Con vọc, tại vì ở đây là rừng Trường Sơn, người ta bảo tồn nguyên đúng không anh? Đấy, thì đi đoạn đấy thì vọc cắn cũng nhiều, cũng đã nhiều người bị cắn chưa anh? 30 cá đấy. 30 cá rồi. Cái loại đấy nó cắn kiểu như gì anh? Cắn một cái máng cắn đi lôi này. Láo như cắn như kiểu chó cắn này, cắn về chó. Đấy, thì anh cũng bảo là đi đến đoạn đấy thì cẩn thận. Thì tí nữa tôi đi xe tôi sẽ mang theo một cái que. Nếu vọc mà có chạy ra cắn thì mình đập cho nó cái, cho nó sợ. À, nằm nhờ với cả ở đây một lát nghỉ lưng một tí. Ở đâu được chú nhỉ? Ở đây. Dạ. Đây, tôi sẽ nằm ở đây. Có nghe nào mà cần nhiều người thì mình đi làm. Có nghe nào mà ít người thì trực nấu ăn thôi. Nấu ăn chè củi nữa. Đây mọi người thì khác thì đi làm hết rồi. Giờ em cũng đi đây. Em đi đây nhá. Vâng. Dạ, em chào anh. Trời hứng nắng này đẹp quá mọi người ạ. Wow, ấm thật, tuyệt vời. Mấy ngày trước đi mưa, hôm nay được ra tắm nắng đây. Ôi chào, đoạn này còn sạt lở còn kinh nhất đây này mọi người. Kinh nhất từ sáng giờ đi này. Kinh không? Đường vẫn còn chưa cải thiện lại này. Ác chiến nhỉ. Cũng có thể là bữa trước mà núi nó ra tận đây nhỉ. Tôi nghĩ nó ra tận đây này. Xong bây giờ nó sạt lở nhiều quá, nó trôi hết xuống đây này. Để thử ra đây nhá. Đất trên đồi này. Úi chà, kinh khủng, sạt lở quá kinh. Đấy, các anh các chú chia thành nhiều tổ đội. Ngay trước mặt đây lại có một cái lán khác, là đội khác làm. Mỗi đội thi công một đoạn, khắc phục sau trận lũ lịch sử vừa rồi. Trên đường đi xuống thì đây tôi thấy có chỗ này có một cái bản làng ở đây. Chào chị nhá. Mọi người đi đâu đây? Vâng. Kìa. Xem mà đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gần 20 hộ. Mọi người thấy cái suối này không? Những cái gỗ từ trên rừng vẫn còn nằm ở đấy kìa. Chào chị nhá. Yeah. Mọi người đang thu hoạch sắn. Cày con ơi. Nếu mọi người có yêu thích cuộc phiêu lưu này thì có thể bỏ ra 3 giây để đăng ký theo dõi chuyến đi này của mình. Rồi, cảm ơn.